Và để liên tục xin chào bác nghề, xin mời về chào đón một dòng hát mà quý vị đã từng xem qua chương trình là nghệ sĩ thần tượng và hát y chang với nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng luôn. Quý vị đã từng xem qua đài truyền hình Vĩnh Long và đặc biệt đã đoạt quán quân giải bóng lúa vàng 2020. Xin mời về cho một tràng pháo tay chào đón nghệ sĩ Hằng Ni. Dạ, lời nói đầu tiên Hằng Ni cũng xin kính chào các cô chú anh chị, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương trân trọng nhất. Và cũng để tiến tới chương trình hôm nay, Hằng Ni cũng xin gửi đến quý vị chỉ là trích đoạn trong vở tuồng Ngai Vàng và Nữ Tướng. Kim Lăng, Kim Lăng ơi, bọn định thần rất tâm hạnh hải, cùng giặc ngoài nồi loạn cùng vui gia. Kim Lăng ơi, tiếng một chữ yên cho xa đất sơn hà, chỉ còn một cách kẻ chân trời người cũng điên. Từ đây xa cách không còn mong chia thấy nhau, từ nhớ lên đường em đi chung xa nơi lại cũng vàng và biệt em lớn đường. Ôi cao xanh ông bài ra chi cho tim lòng đã tan, em đi về phương xa, em đi ngoài dấu mưa. Ta xa nhau từ đây. Dầm khăn thì thôi chàng ơi, sầu đau mà chi ơi, cố quên đi những kỷ niệm ngày xưa, xin đừng gì tiếp mà mang trong tôi chàng ơi. Vì nên vua cha đã phán ra phân rẽ tình ta, mỗi đứa một con đường, dù mình có tha thiết yêu nhau không làm sao kề cận mãi bên chàng. Tình duyên ngang trái cũng xin cảm ơn những anh lầu thân thương, những tràng pháo tay gửi tặng, xin cảm ơn ạ.